Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Herode đến nói với người rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý ai đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết, Thầy nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Cesare hay không? Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ nên nói: Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy ta làm gì? Hãy đưa ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho người một đồng bạc, và Chúa Giêsu hỏi họ: Hình tượng và danh hiệu này là của ai? Họ thưa rằng: Của Cesare. Bấy giờ người bảo họ rằng: Vậy cái gì của Cesare thì hãy trả cho Cesare, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trước khi chia sẻ lời Chúa thì cho phép con được tự giới thiệu con một chút. Con là linh mục của dòng Đông Bosco, rất là mới chịu chức được khoảng 1 tháng 2 tuần thôi, rất là mới. Cho nên là thánh lễ đối với con cũng còn bỡ ngỡ lắm. Cho nên là xin cộng đoàn ở đây cũng như là cộng đoàn trên mạng cũng tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho con, để trong cuộc đời ơn gọi làm linh mục của con luôn luôn lời rao giảng tin mừng của con luôn luôn làm cho mọi người quy tụ với Thiên Chúa để sống và yêu thương mọi người. Trong bài tin mừng, trong bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, sau khi ở những cái câu rất là cuối cùng của cái bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, thì chúng ta nghe một điều là: Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác. Đó cũng là cái niềm tin của chúng ta, cái niềm tin của người Kitô hữu của chúng ta, là cái niềm tin, và cái niềm tin này nó giống như là cái kim chỉ nam, là cái kim chỉ nam cho chúng ta, cho cái lối sống hàng ngày của chúng ta. Là chúng ta tin tưởng vào chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, là Thiên Chúa ba ngôi, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nhưng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, và không còn Thiên Chúa nào khác nữa. Và điều đó cũng đó là cũng là, nhưng mà là cái niềm tin đó, thì cái niềm tin về một Thiên Chúa duy nhất là những người Do Thái khi xưa họ cũng tin vào một Thiên Chúa duy nhất, và họ tin rất là mạnh mẽ. Và điều đó mà chúng ta biết là họ đã bị đẩy ải qua Ai Cập, rồi Môi-se dẫn họ về, và cái niềm tin của họ rất là mạnh mẽ vào một Thiên Chúa duy nhất. Và điều đó cũng có thể dễ hiểu được rằng là tại sao mà khi mà cái người Do Thái họ lại chống đối Đức Giêsu Kitô một cách mãnh liệt như vậy. Những nhiều người lắm, người biệt phái, người trưởng lão họ chống đối Đức Giêsu Kitô. Thì khi Đức Giêsu Kitô đến thì tự nhận thừa nhận mình: Ta là con Thiên Chúa và ta cũng là Thiên Chúa. Thì đó cũng là một cái gì rất là ngạc nhiên cho những người Do Thái khi xưa, thì làm sao mà họ có thể tin được. Từ một cái niềm tin là chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà tự nhiên bây giờ là có người khác đến nói với họ là ta là con Thiên Chúa và ta cũng là Thiên Chúa. Nó làm cho nhiều cái người Do Thái thắc mắc, và đặc biệt là những cái người trưởng lão, người đứng đầu. Và cái thắc mắc đấy nó trở thành một cái gì đó ganh tị và chống đối. Họ bắt đầu tìm cách để hãm hại Đức Giêsu Kitô. Bởi vì sao? Vì họ thấy rằng là Đức Giêsu Kitô bắt đầu ảnh hưởng tới cái quyền lợi và cái quyền năng, quyền lợi của họ trước cộng đồng. Họ thấy là những cái quyền năng, cái quyền lợi của họ, quyền năng của họ, quyền lợi của họ bị tấn công, thì họ tìm cách để loại bỏ Đức Giêsu Kitô. Và nếu như chúng ta có thể thấy là nếu như chúng ta theo dõi hay chúng ta tham dự thánh lễ trong suốt cái tuần vừa qua, thì chúng ta cũng thấy là trong suốt tuần vừa qua thì bài đọc luôn nói về một cái điều, đó là những cái vị trưởng lão, những cái vị tư tế và những người trưởng của cái người Do Thái xưa thì lại cứ đi đến và chống đối Đức Giêsu Kitô, chỉ chờ cho Đức Giêsu nói cái gì đó thì mình lại tìm cách để chống đối. Nguyên một cái bài đọc của cái tuần vừa qua thì chúng ta thấy rất là nhiều cái điều đó, và ngày hôm nay thì nó rất là rõ ràng hơn nữa, là họ là cái sự ngạc nhiên là họ đến kết hợp với lại những người của Herode,
bây giờ hai nhóm đều cảm thấy là cái quyền lợi và cái power, cái sức mạnh của mình đang bị Đức Giêsu Kitô lấy đi, thì họ bắt đầu lại hợp nhau lại để loại bỏ Đức Giêsu Kitô ra khỏi cái xã hội của họ. Và họ kết hợp lại, họ gài bẫy, và như theo bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là họ đến, họ đã có một kế hoạch rất là rõ ràng. Họ trước khi họ đến thì họ đã lên một kế hoạch rõ ràng là mình phải tìm cách nào đó để cho cái ông Giêsu nó không còn cách để chối cãi nữa. Và chúng ta, nếu mà chúng ta đặt mình vào trong cái hoàn cảnh đó, chúng ta có thể hình dung được cách họ lên kế hoạch như thế nào. Họ đến, và chúng ta cũng biết là cái kế hoạch rất là hoàn hảo. Nếu như theo như cái quan niệm con người chúng ta thì không có cách nào khác để Đức Giêsu Kitô có thể trả lời được cái câu thách đố này. Bởi vì chúng ta biết rằng vào cái thời đó, người La Mã đang đô hộ những người Do Thái. Thì cái việc người đô hộ thì họ đòi hỏi là cái gì? Đòi hỏi là mình phải đóng thuế, nạp thuế, cống nạp thuế cho người La Mã. Nhưng ngược lại, người Do Thái thì họ lại không muốn điều đó. Họ có điều đó là không chấp nhận được. Cho nên những người môn đệ của những người này đã đến là thách đố Đức Giêsu Kitô. Họ đã có một kế hoạch quá tuyệt vời. Nếu như chúng ta có thể tưởng tượng được rằng là họ đến với nói với Đức Giêsu, trong đầu họ nghĩ như thế này: cho mày chết. Ông có kế hoạch như thế này thì mày có trả lời có nào thì cũng chết. Trả lời có thì cũng tiêu, mà trả lời không thì cũng tiêu. Kế hoạch là quá hoàn hảo. Cho nên là Giêsu kỳ này là ông là chỉ có đi tong thôi, không có cơ hội nào nữa. Bởi vì ông trả lời mà trả lời có đóng thuế thì những người tin tưởng ông, những người mà chúng tôi đã nói là ông là người rất là trung thực, trả lời không có theo cái ý kiến của ai, ông trả lời rất là trung thực. Và bây giờ ông nói là đóng thuế thì chứng tỏ là ông chống đối lại người Do Thái, mất cái niềm tin của chúng tôi không có tin tưởng nữa. Cho nên là Đức Giêsu sẽ mất đi cái uy tín của mình giữa những người Do Thái. Còn nếu mà Đức Giêsu trả lời là đóng thuế cho người nếu Đức Giêsu trả lời là không đóng thuế cho người La Mã, thì lúc đấy thì Đức Giêsu lại đứng trong cái hoàn cảnh là mình chống đối lại cái người La Mã, thì chính những người La Mã sẽ bắt bớ Đức Giêsu Kitô, bởi vì dám chống đối lại cái quyền năng, cái sự lãnh đạo của người La Mã thời đó. Có thể xem đó là một kế hoạch theo cái ý tưởng của con người thì nó là tuyệt vời, không còn cách nào mà Đức Giêsu có thể thoát ra khỏi cái cạm bẫy này nữa, họ đã đặt ra rồi. Nhưng mà sự khôn lanh, sự khôn lõi của con người thì chắc chắn không bao giờ qua khỏi được cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô khi mà họ hỏi như vậy thì có nên đóng thuế, thì Ngài đã có một câu trả lời. Ngài không có một câu trả lời rất là thẳng, họ chỉ nói là ông hãy đưa cho tôi cái đồng tiền mà các ông đóng thuế. Thì chúng ta cũng có biết được rằng là với người Do Thái, khi mà họ vào đền thờ đó, họ dâng cúng cái tiền của họ cho đền thờ, thì họ không có dâng cúng bằng cái tiền của La Mã. Thì họ biết rằng trên cái đồng tiền của La Mã nó có hình của Caesar, mà trên cái đồng tiền đó hình của Caesar mà lại còn ghi là Caesar là đứng Thiên Chúa nữa. Cho nên là họ nói là đây là cái dạng như đây là cái đồng tiền mà phản bác lại Thiên Chúa, là idolatry, tức là không có chấp nhận được. Cho nên trước khi họ vào dâng cúng tiền trong đền thờ thì họ phải đổi cái tiền đó ra sang tiền của Do Thái, rồi họ mới dâng cúng trong đền thờ. Cho nên chúng ta cũng có thấy là trong bài đọc khác thì chúng ta thấy là có cái chuyện mà những người phải đổi tiền trước khi vào đền thờ. Thì cái kế hoạch nó tưởng chừng như là hoàn hảo, nhưng Đức Giêsu nói là Ngài đã hỏi lại họ, những người đó, rằng khi mà Đức Giêsu hỏi họ thì cái đồng tiền này nó có cái hình của ai, thì họ nói là của Caesar. Thì Ngài cũng đã cho họ câu trả lời là của Caesar thì trả lại cho Caesar, của Thiên Chúa thì trả lại cho Thiên Chúa. Ngài cũng không đưa ra một câu trả lời rất là cụ thể. Đó là cách mà Đức Giêsu trả lời lại những người thách đố của Ngài. Khi Ngài hỏi như thế thì chắc chắn là họ sẽ suy nghĩ, vậy thì cái gì là của Caesar, cái gì là của Thiên Chúa? Đặt lại nếu như Đức Giêsu Kitô hỏi chúng ta ngay vào lúc này, của Caesar thì trả lại cho Caesar, của Thiên Chúa thì trả lại cho Thiên Chúa. Vậy nếu như chúng ta nghĩ thì bây giờ chúng ta nghĩ cái gì là của Thiên Chúa để chúng ta trả lại? Chúng ta có cái gì của Thiên Chúa để chúng ta trả lại cho Ngài? Khi mà Đức Giêsu Kitô nói là của Caesar trả về cho Caesar, thì chắc chắn là Ngài không có ý rằng chia thế giới là làm hai phần. Một phần là của Thiên Chúa, một phần khác là của loài người. Không, chúng ta niềm tin của Đức Giêsu, niềm tin của chúng ta rằng chỉ có một Thiên Chúa là duy nhất. Và mọi sự trên thế giới này đều thuộc về Ngài. Không có chuyện Thiên Chúa một phần và con người một phần. Không, Thiên Chúa là tất cả. Thiên Chúa là khởi đầu và Thiên Chúa là kết thúc.
Thiên Chúa là duy nhất, như bài đọc trong bài đọc thứ nhất ngày hôm nay có nói Thiên Chúa là mọi là duy nhất, là chỉ có Ngài mà thôi. Thiên Chúa là mọi sự, tất cả thế giới này đều thuộc về Thiên Chúa. Thế giới này là nơi mà con người cư ngụ, nó cần và nó nên được chăm sóc bởi con người. Nó có các cái phương cách và có cái chương trình phù hợp với bản tính tự nhiên của con người. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là trong những cái chương trình đó, tất cả những cái đường hướng đó, những cái cách hành xử đó, chúng ta có nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa ở trong đó hay không? Đó có phải là đường lối của mến Chúa và yêu người? Nếu một cái đường lối hay một cách hành xử nào đó của chúng ta, của xã hội, mà nó không theo cái tôn chỉ là mến Chúa và yêu người, nó đẩy anh em chúng ta ra khỏi lề xã hội, nó không còn chăm sóc những người yếu đuối, nó không còn nâng đỡ những người cô đơn. Nếu những con đường đó nó không còn là con đường của Thiên Chúa, chúng ta phải can đảm để thay đổi nó. Chúng ta phải can đảm để thay đổi cái con đường ấy, vì nó không còn là con đường của yêu mến và yêu thương con anh chị em chúng ta và yêu thương Thiên Chúa. Xin cho chúng ta luôn nhận biết Thiên Chúa là duy nhất. Những thứ khác như tiền bạc, sự giàu có, quyền lực, sự thành công trong chính trị hay kinh tế chỉ là những cái thứ yếu mà thôi. Thiên Chúa là duy nhất và vĩnh hằng. Ngài mới là người cho chúng ta sự giàu có đích thực. Ngài mới là người cho chúng ta cái sự bình an vĩnh cửu.